khi đó được xem một bộ phim rất hay, Ván Bài Lật Ngửa. Chắc là nhiều người cũng xem bộ phim này đúng không? Trong đó thì diễn viên nổi tiếng là Nguyễn Chánh Tín cũng là một người mà được rất nhiều các bạn trẻ Việt Nam mến mộ. Bây giờ hỏi ngay thập niên 80 đi, Việt Trinh. Cái ký ức của bạn về những năm 80 của mình như thế nào? Dạ, thời đó đó tivi trắng đen không mà anh, nhưng mà không phải nhà nào cũng có, cho nên là cái thời điểm bộ phim Ván Bài Lật Ngửa trong xóm Việt Trinh là ở đó, ở đường Trần Quốc Thảo, trong một cái hẻm nhỏ, là trong cái con hẻm đó là khoảng 30-40 hộ mà có duy nhất một cái tivi của một cái nhà mà khá giả nhất trong cái hẻm đó. Cho nên là tụi Trinh là nhỏ là lúc nào cũng chen lấn vô để xin ngồi đầu, rồi con nít cứ ngồi chồm hổm lên nhìn. Mà nói thiệt luôn, lúc đó thời sự cũng coi, cái gì cũng coi để chờ tới cái cuối cùng của mình là phim hoặc là ca nhạc. Cho nên nhiều khi ngồi coi thời sự mà ngủ gục. Đúng rồi. Ngủ gục mà ngủ mà nước da chảy hết xuống đó. Mà ngủ gục nhưng mà tại sao không dám bỏ đi? Tại vì bỏ đi là bị mấy đứa kia nó chiếm chỗ. Và lúc đó rất thần tượng Nguyễn Chánh Tín, tại vì ảnh quá đẹp trai, phong độ, hát hay. Và lúc đó tưởng tượng rằng là ôi hoàng tử của lòng em, nếu sau này em lớn lên em ước gì em được làm vợ của một người đẹp trai như anh. Dạ. Chắc chắn đúng rồi. Đó là những cái chia sẻ rất thật. Vâng, của nhiều cô gái chứ không phải chỉ có mình Việt Trinh đâu. Cũng như quê ở nhà em cũng có một cái tivi. Mà cái tivi ở quê nhà em nó có 4 cái chân. Mà nó rồi. Có cái cửa mà kéo đúng ra rồi, thế này này. Nó kéo ra kéo vào cho mình mở ra này mới được xem. Còn trước đây thì cái màn hình đấy là cả làng em xem. Và quê nhà em còn thế này. Đến xem sân nhà bác ấy, mỗi ông trước khi đến cầm theo một thứ, đấy là hòn gạch để ngồi. Thì đó mới có. Nhưng khi về không được cầm hòn gạch đấy, để đấy. Và hết một mùa xem đấy, cứ hết một năm đấy là ông lại xây một cái nhà. Không lấy cái gì cả. Không lấy tiền nhưng mà lấy gạch. Mà lấy gạch, mà gạch phải gạch lành nhá, gạch chuẩn nhá. Ông nào mà muốn ngồi chắc thì có 2 viên. Còn ông nào mà muốn ngồi đau mông là ngồi 1 viên. Không biết là hồi đấy mình xem, từ bây giờ nó có tivi màu. Hồi đấy là xem ví dụ như España 82 hay xem Mexico 86, mà hai đội mà có màu áo giống nhau là đúng hai rồi. Thằng xem đúng rồi, đúng rồi. Bên nào nhỉ? Đúng rồi, bên nào? Đúng rồi, nó bị bên màu trắng đen á. Lúc mà xem bằng analog mà, thì lúc mà nó bị muỗi ấy hoặc bị mành mành ấy, cứ đang xem tự dưng nó cứ có những cái mành mành nó chạy này, chạy ra. Có một ông chạy ra. Dạ đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Cô thấy nhà con có một cái. Đó, cái đó xoay, một ông, xoay một ông ở trong nhà là đập đây. Đập cái tivi á, xoay cái cây. Đập cái tivi. Được chưa? Dưới có xoay này, xoay này. Được chưa? Đúng rồi, đúng rồi. Biết bao nhiêu ký ức nó ùa về đúng không ạ? Và em còn nhớ là cái ngày mà đoàn điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh ra Huế biểu diễn, thì Long Nhật là được nằm trong cái đội của nhà văn hóa thiếu nhi Thành phố Huế đi đón đoàn. Và số phận làm sao, may mắn làm sao, trong đó là có anh Nguyễn Chánh Tín, chị Thanh Lan, chị Thủy An, còn bên ca sĩ thì có chị Bảo Yến, chị Nhã Phương. Và sau này anh Nguyễn Chánh Tín còn nói với Long Nhật rằng là dưới 1.000 khán giả, mấy ngàn khán giả, bao nhiêu học sinh, mà sao tiếng anh thấy một mình em, một thằng bé quàng khăn đỏ. Và anh Nguyễn Chánh Tín anh đưa tay xuống, anh bể tay em, anh bồng thằng bé Long Nhật lên sân khấu. Và từ đó về sau anh em gắn bó cho đến bây giờ mấy mươi năm luôn. Để mình để tâm mình hẳn thôi, vì hẳn là một đứa con trai còn né con gái. Dễ thương. Vâng, chúng ta vừa mới trao đổi về cái bộ phim ở thập niên 80 rất nổi tiếng, Ván Bài Lật Ngửa, mà trong đó thì nam tài tử điện ảnh Nguyễn Chánh Tín đã vào vai của đại tá Nguyễn Thành Luân. Và câu hỏi bây giờ chúng tôi dành cho năm đội như sau. Trong đoạn mở đầu của phim Ván Bài Lật Ngửa, nhân vật đại tá Nguyễn Thành Luân đã mặc bộ trang phục nào sau đây? A, B hay C? Vâng, xem. Rồi, bây giờ chúng tôi xin đưa ra đáp án. Coi nè, coi nè. Có cả bạn không? Có cả bạn không? Anh Nguyễn Chánh Tín ơi, anh mặc áo nào? Chết. À! Chúng ta là B. Xin chúc mừng đội thập niên 60. Hay quá.
rồi. Thầy ơi, thầy quá, thầy ơi. Sao lúc đầu thầy chọn B rồi sau đó thầy lại chọn D? Không thầy lại chọn D là. Quang ơi, đây là thanh bạch coi suối quá trời với đất. À. Thầy cương quyết khoai vô già rồi, chết chịu luôn. Trời ơi. Bởi vì thầy mất thầy hai cái tay của mình thầy đúng rồi. Thầy đó thầy làm nên. Trời không ơi. Em nhớ còn cái ghi lê về ca vạc nha, em nhớ còn hát cái giấy tông tan bên đây nữa. Nhớ cái gì? Không biết nín đi, thiệt về mía. Nó nói về em là nó mê anh Chánh Tín, nó mê mê ông mà mê mùi đi. Ở trên đầu ông có bao nhiêu còng tóc là hắn biết luôn á. Thế tại sao không biết đâu mắt như thế? Bây giờ thì chúng ta sẽ gặp gỡ ngay cái nhân vật mà đã thủ vai đại tá Nguyễn Thành Luân. Nào đây, xin mời Nguyễn Chánh Tín. Dạ cho con xin phép bắt tay một cái ạ. Dạ anh còn nhớ em không? Đâu đây nhon quá vậy trời. Trời diễn viên chính trong phim tôi. Dạ tại có anh Chánh Tín đây em mới nói nè, tại sao mà em không nhớ cái áo khoác của anh là bởi vì á là trời ơi, coi ảnh diễn toàn dòm cái mặt ảnh không hà. Trời ơi mà dòm cái gì, dòm cái mặt, dòm cái miệng. Cái miệng nhưng mà không dòm cái miệng mà dòm focus vô cái răng. Em xin có ý kiến là khi mà gặp thần tượng của mình á, bao nhiêu tuổi rồi cũng sẽ quay trở lại như cũ, như cái thời trẻ của mình. Tự nhiên lần đầu tiên em thấy chị Hồng Vân như vậy luôn á. Vâng, cảm ơn tất cả các bạn. Từ nãy giờ anh làm cho ở đây không khí nó gây tranh cãi nhiều quá. Tặng cho thầy 5 điểm. Hóa ra là kiếm điểm ở trong chương trình cứ vui vẻ tưởng đơn giản nhưng không đơn giản chút nào đúng không ạ? Và niềm vui thì bao giờ cũng thế. Bất tận thương nghệ sĩ Chánh Tín, cũng lâu rồi không gặp anh. Khi đến với chương trình thì cái mà anh muốn nói với tất cả những khán giả đang theo dõi chúng tôi về những thập niên đã qua thì điều mà anh muốn nói nhất là gì? Cho tới giờ phút này thì riêng Chánh Tín chưa thấy có cái phim nào mà có thể so sánh được với cái phim Giáng Bài Lật Ngựa. Ở đó Chánh Tín không muốn nói đến cái sự diễn xuất của mình mà nói đến cái công sức của anh em làm cái phim đó. Mặc dù là cái thời đó là thời bao cấp, tiền bạc rất là ít, diễn viên thì là đóng lãnh tiền giống như là công nhân viên. Tất nhiên là quay phim thì sao, công nhân viên ở trong cái đoàn phim sao thì tụi tôi y vậy, ăn cơm như nhau, không có đẳng cấp trên dưới gì hết. Vâng, ở cái thời điểm đó không có một bộ phim nào mà có thể làm được trong cái điều kiện như thế mà nó tốt như thế đúng không anh? Nói riêng về phim Tình Báo thôi. Vâng. À, Nguyễn Chánh Tín nói về phim Tình Báo. Và lần đầu tiên khán giả được tiếp cận và xem với một cái sự mê muội như Việt Trinh, như những thế hệ hồi đó xem không bỏ sót một chút nào và tìm mọi cách để xem được phim của anh. Anh Nguyễn Chánh Tín đối với em là cả một phần ký ức, cả một tuổi thơ tươi đẹp của em. Và trên bước đường rời Huế để đi vào Sài Gòn, cái ngày đầu tiên đặt chân đến thành phố rộng lớn, không ai biết mình cũng không biết ai, mà điều đầu tiên em làm là đi tìm nhà Nguyễn Chánh Tín để thăm Nguyễn Chánh Tín cả đã. Em có một vì sao may mắn chịu mạng. Em yêu thương ai, nhất là những người lớn tuổi trong nghề, thì sau đó em được tất cả mọi người yêu thương lại. Em được chị Vân đưa em về sân khấu, một ca sĩ tay ngang không học diễn xuất gì cả, chị Vân cho em vài vai chính series Xóm Trọ 3D. Còn anh Nguyễn Chánh Tín là một đài minh tinh bằng bạc của Việt Nam, không bao giờ đóng phim ca nhạc, nhưng vì mày là thằng Long Nhật nên tao đóng phim ca nhạc cho mày. Cảm ơn chia sẻ của bạn. Hồng Vân hình như cũng đang vẫn đắm đuối từ nãy giờ, chỉ đứng há mồm ra mà ngắm Nguyễn Chánh Tín. Thực ra em cũng có một cái giống như Long Nhật á. Ngày trước khi mà em chưa được gặp anh Tín á, em xem anh Tín đóng á, thì em chỉ nhìn khuôn mặt của anh Tín thôi, những cái biểu cảm rồi giọng nói của anh Tín, rồi nhất là cái răng khểnh. Anh biết đã có những lúc á, xin gum á anh, em mê tới cái mức mà em muốn làm sao cho có loài sỉ được giống như anh á. Em lấy xin gum em ăn xong em để nè, ngắn ngắn ở đây nè, không cho cái răng nó nhô nhô chút xíu vậy đó. Rồi sau đó thì cũng giống như Long Nhật là em khi em vào nghề thì em được đóng với anh Tín. Em còn nhớ hoài cái đầu tiên á, là cái vở kịch ở nhà hát Hòa Bình á, Tình Nghệ Sĩ. Tình Nghệ Sĩ. Đó, Tình Nghệ Sĩ em được đóng cặp với anh Tín.
đấm bồ anh Tính đó. Trời ơi, nói chung là và rất nhiều ký ức đối với anh Tính, và em rất cảm ơn anh. Anh cũng là một ký ức của em, một tuổi thơ tuyệt vời của em. Cảm ơn anh nhiều. Cảm ơn Hạnh Viên. Cái răng Hạnh bây giờ đâu rồi anh? Già quá nó rụng mất rồi. Trong chương trình Ký ức vui vẻ này, có lẽ là chương trình đầu tiên mà nhắc tới một cái kỷ niệm về một chiếc răng khểnh đã rụng của Nguyễn Chánh Tín. Cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Chánh Tín đã đến với chúng tôi. Xin tạm biệt chương trình và tất cả các bạn có mặt hôm nay của chương trình Ký ức vui vẻ. Và xin hẹn gặp lại. Cảm ơn chú ạ. Đầu tiên, khách mời của thập niên 60, nghệ sĩ ưu tú Chánh Tín, xin mời. Khách tiên xin mời anh Chánh Tín ạ. Thế và anh đã xem chương trình Ký ức vui vẻ mùa thứ nhất của chúng tôi số nào không ạ? Thì cái chương trình mà có tôi tham dự đó. Vâng. Vâng, nghệ sĩ ưu tú Chánh Tín năm ngoái thì chúng tôi có mời bởi vì có một câu đố liên quan tới vai Nguyễn Thành Luân ở trong cái ván bài Lật Ngửa, một cái áo đúng không ạ? Và khi đó anh Chánh Tín cũng đã tham gia. Và anh chỉ coi mỗi số đấy thôi, xong là các số khác anh không xem. Dạ không phải, mấy số khác là bị kẹt. Kẹt thì hơi tò mò một chút. Cái giờ mà chúng tôi phát sóng năm ngoái nó vào tầm khoảng 21 giờ 15. Cái giờ đấy làm gì mà kẹt anh? Dạ bây giờ lớn tuổi thì sao giờ đó nó phát ngủ rồi. Vâng. Quang Linh, để em đứng dậy nói chuyện. Không, cứ ngồi đi. Cứ ngồi đi, bởi vì Quang Linh đứng lên thì cũng không cao hơn là mấy. Nghe nó rất là dịu dàng. Một buổi sáng hoặc một buổi tối nào đấy mà chúng ta vào uống cà phê đúng không? Các nước thì có cái văn hóa uống cà phê rất là khác nhau. Thường thì những cái quán cà phê họ đặt ở những chỗ rất là sang trọng. Còn ở Việt Nam thì chúng ta lại uống cà phê ở bất kỳ chỗ nào. Có thể ở mặt phố rất lớn, có thể ở trong cái ngõ rất nhỏ. Thậm chí ở chợ cũng có những quán cà phê đâu đó. Và bản thân ở Việt Nam thì cái cách uống cà phê nó cũng rất khác nhau ở ba miền khác nhau đúng không? Nói về ký ức cà phê thì đối với tôi nó quá là nhiều kỷ niệm. Thường thì anh em tụi tôi hồi xưa là hay uống cái cà phê nổi tiếng ở Sài Gòn cũ. Đó là cái cà phê Nam Dưỡng. Thì cái cà phê Nam Dưỡng nó rất có đặc biệt, đặc trưng của là như thế này. Ông chủ đó, ông đem ra một cái hũ bơ, bơ Pháp, bơ Portel. Thì mỗi một người đều lấy cái tâm đó chấm vô, sau khi quậy cái ly cà phê sữa lên đó là chấm chút xíu bơ đó vào thì uống ngon tuyệt. Đó là cái kỷ niệm về ký ức cà phê của thời sinh viên học sinh của tụi tôi. Vâng, cảm ơn anh Nguyễn Chánh Tín.